Bây giờ cả công ty này sẽ nhìn con là kẻ bớ đỡ mới xin được vào làm đấy ạ. Nhưng mà con không thể cố được. Bố xin việc, con cảm ơn. Nhưng bố đừng có lúc nào cũng kè con như thế. Sao con lại về giờ này? Thì hết việc cho nên con về thôi. Người ta cho về à? Con ơi, con mới đi làm được có 2 ngày thôi. Nhân viên mới thì phải chăm chỉ chứ. Con cứ như thế này, bố sợ chưa được 2 tháng người ta lại cho nghỉ việc thôi. Nghỉ thì nghỉ, con cũng chả thiết. Đứng lại. Bố không thấy là bố đang can thiệp quá nhiều vào công việc của con hả? Tôi đã làm cái gì sai nào? Tôi đã xin việc làm cho anh thì anh phải có trách nhiệm chứ. Nhưng mà con không muốn vì mấy cái lời nói của bố mà con nhận đồng lương như là bố thí. Nếu vậy thì anh phải chứng tỏ được năng lực của mình. Anh phải chứng tỏ được rằng anh không đáng bị nhận những đồng lương bố thí ấy. Muốn đứng lên được để biết vượt qua những sĩ diện vớ vẩn ấy. Đúng là con kém cỏi thật. Từ giờ bố cứ để con tự đi đi. Đúng là con cần công việc và con cũng chẳng có tài cán gì hết. Nhưng nếu bố cứ tiếp tục đứng sau để nhờ vả thì con sẽ không bao giờ thoát được cái tiếng là dựa vào bố. Và người ta sẽ chẳng bao giờ coi con là kẻ đàng hoàng hết. Anh bỏ kiểu động tí là dỗi hơi tí là tự ái đi nhá. Không suy nghĩ trước sau cái gì cả. Anh làm như thế tất cả đều mệt mỏi chứ có giải quyết được gì đâu. Em đừng có lên giọng dạy bảo anh nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi. Thế nghĩ là em vui chắc? Hàng nhập về cả đống tiền, lo bán thì trả còn chưa xong. Anh với bố cứ như thế này á thì em còn làm ăn được gì nữa. Anh đâu có mượn em phải lo. Em lại bắt đầu giống bố rồi đấy. Đừng có coi anh như trẻ lên 5 lên 3 nữa. Anh nói như thế mà nghe được à? Anh về nói chuyện với bố đi. Bố đã bực mình lắm đấy. Để yên cho em mà làm ăn buôn bán chứ. Chị anh vừa gọi điện cho tôi. Thế dự định của anh thế nào? Để tôi còn tính. Dứt khoát đi. Sao? Khi nào có công việc chính thức con sẽ thông báo với bố. Anh làm cái gì thế không biết. Bố đã hỏi thế rồi thì cứ nhẹ nhàng trả lời để con tính với vợ. Chứ sao phải đi gây sự làm gì nữa. Anh tưởng là mình anh chịu áp lực, còn em thì sung sướng chắc. Một mình em nào là việc cửa hàng, nào là bán hàng online, rồi cả việc nhà nữa. Còn anh, lúc trước đi làm thì hàng tháng đưa cho vợ được vài triệu. Cả nhà cả cửa chi tiêu thừa thiếu như thế nào anh cũng không biết. Anh cứ như thế này thì kế hoạch con cái trôi tuột hết đấy. Bây giờ em muốn anh làm gì? Em quyết định luôn đi. Ra ngoài thì bị người ta nói ra nói vào, về nhà thì bị bố giao huấn. Muốn làm cái này không được, cái kia không xong. Anh chán lắm rồi. Thì tại anh như sao? Quay đi quay lại vẫn không hết được cái bệnh động tí là chán, hơi tí là tự ái. Ý em bảo anh hèn đúng không? Đấy là anh nói đấy nhá. Đi đâu? Em chưa nói xong. Em thích nói thì tự nghe một mình đi. Em có sao không? Tôi cũng ngu mà nhắm mắt lấy anh đấy. Ngày xưa anh hứa hẹn với tôi đủ kiểu, nào là sẽ yêu thương chăm sóc tôi, không để tôi phải khổ, sẽ sống trong nhà anh như một bà hoàng. Lời anh nói nhẽo nhột thế nào mà tôi lại bùi tai được chứ. Em thôi đi. Đã thế bây giờ anh ra ngoài để cho bố về em đỡ trướng mắt. Đã sai, không biết sửa mà đòi ra ngoài à? Thế thì ly hôn đi, cho anh rộng chân rộng cẳng thoải mái mà ra ngoài. Bố, bố sao ạ? Bố có sao không bố? Không, bố nhỡ tay làm rơi cái cốc thôi. Bố chắc là bố không sao chứ ạ? Bố không sao. Em đứng đực ra đấy làm gì? Mau lấy đồ dọn đi, không phải dẫm vào chân bây giờ. Con đưa bố vào phòng đọc ạ. Bố đi cẩn thận. Bố ngồi tạm lên đi một xíu nữa. Đóng cửa lại. Tại sao lại nói chuyện ly hôn? Con với Yến cãi nhau cho nên Yến nó mới nói thế. Không có gì đâu bố ạ. Hai đứa lấy nhau về tình yêu. Hai gia đình cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ có chuyện gì thì phải bàn bạc một cách nghiêm túc. Không thể nói năng tùy tiện như thế được. Việc gì mà bố phải căng thẳng như thế ạ? Tính kia nó bộp chộp bố biết. Nhưng mình là chồng. Vợ có cái gì ứng xử không đúng thì phải góp ý ngay. Không thì để cho vợ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Con biết rồi ạ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Là thằng đàn ông có bản lĩnh phải biết vượt qua những cái khó khăn này. Hạnh phúc là phải do cả hai vợ chồng cùng vun đắp, cùng xây dựng. Không ai có thể làm thay được. Bố đang mệt, nói chuyện này sau đi bố. Để con đưa bố xuống phòng ạ. Mày khó chịu với bố à? Bố không thể sống mãi với các con được đâu. Còn về công việc, nếu cảm thấy khó khăn thì bố có thể đưa cho con những cái lựa chọn khác. Thôi bố, việc này bố để con Cả Yến tự lo đi ạ. Tự lo? Gần 30 tuổi đầu rồi mày làm được trò trống gì không? Rồi sau này bố già, không hiểu chúng mày sẽ sống như thế nào. Bố nghỉ ngơi đi ạ. Bố làm sao đấy ạ? Bố chóng mặt quá. Yến, lấy cho bố loại thuốc, huyết áp bố lại lên rồi. Để con đỡ bố.